Chào các anh chị và quý nhà đầu tư, mình là Hiền Linh, chuyên viên cấp cao của công ty quản lý cho chương trình định cư Úc. Xin chào tất cả mọi người, mình là Vũ Phượng, mình là chuyên viên tư vấn các chương trình di trú và quốc tịch của công ty Portugal Bridge. Như tuần trước, Hiền và Vũ Phượng đã có một cái clip chia sẻ về các chương trình hộ chiếu của các nước Caribbean. Trong đó nổi trội hơn là Grenada, mặc dù đây không phải là một cái chương trình mà dễ nhất hay là nhanh nhất. Tuy nhiên, Grenada lại là một trong những đất nước được rất là nhiều quý anh chị, nhà đầu tư quan tâm. Thì ngày hôm nay, quay trở lại với chương trình thì Vũ Phượng và Hiền một lần nữa sẽ nói nhiều hơn, kỹ hơn về chương trình này. Thì Vũ Phượng ơi, cho Hiền đặt câu hỏi với Phượng rằng là với kinh nghiệm hỗ trợ rất nhiều các gia đình thành công đến với chương trình Grenada, thì Phượng nghĩ rằng là vì sao nhiều nhà đầu tư lại chọn đất nước này để mà đầu tư đầu tư? Rất là cảm ơn câu hỏi của Hiền ha. Thì với kinh nghiệm bản thân của Phượng đã hỗ trợ rất là nhiều khách hàng mình nhận được cái hộ chiếu Grenada, thì Phượng rút ra được hai cái lý do chính mà khách hàng chọn lựa cái hộ chiếu Grenada như sau. Cái lý do đầu tiên phải kể đến là Grenada là một trong những cái hộ chiếu quyền lực và mạnh nhất tại khu vực Caribbean. Thì với cái hộ chiếu này, quý anh chị khách hàng và gia đình mình sẽ được tự do đi lại lên đến 145 quốc gia mà không cần phải xin visa. Thì đây là một cái ưu điểm rất là tốt với những quý anh chị khách hàng mà thường xuyên phải đi du lịch, đi công tác để hỗ trợ cho công việc business của mình. Và cái lý do thứ hai cũng là lý do cực kỳ thu hút khiến cho hộ chiếu này trở nên hot hơn bao giờ hết, đó chính là visa E2 để đến Mỹ. Thì ngay khi sở hữu hộ chiếu Grenada thì quý anh chị đã có thể đầu tư cho visa E2, và visa E2 thì có giá trị lên đến 5 năm và thời gian xử lý hồ sơ visa E2 thì chỉ có 2 tháng thôi. Thì đây chính là hai lý do chính khiến cho hộ chiếu Grenada trở nên thu hút đối với các nhà đầu tư Việt Nam. Có nghĩa là ngoài cái việc dễ dàng đi lại từ khắp nước, 145 đất nước, và đó cũng là bàn đạp để mình có được cái visa E2 đến sang Mỹ. Như vậy thì liệu rằng điều kiện để quy định cho cái việc mà làm hộ chiếu Grenada nó có dễ hay là khó vậy Phượng ha? Thật ra thì đối với cái chương trình hộ chiếu Grenada sẽ có hai cái điều kiện chính mà anh chị cần nhớ với Phượng thôi. Thứ nhất là lý lịch tư pháp của đương đơn và tất cả các thành viên trong hồ sơ phải trong sạch. Và cái điều kiện thứ hai đó chính là các anh chị mình sẽ đầu tư. Và với cái điều kiện đầu tư này thì anh chị mình sẽ có 3 sự lựa chọn. Đầu tiên là anh chị mình sẽ đầu tư vào bất động sản giá trị tối thiểu là 220.000 đô la Mỹ. Cái option thứ hai là anh chị mình sẽ quyên góp donate luôn cho chính phủ Grenada số tiền là 150.000 đô la Mỹ. Và cái option thứ ba là option mới nhất mà Portugal Bridge mang đến cho quý chị nhà đầu tư, đó chính là gói hỗ trợ tài chính. Thì anh chị sẽ không cần phải đầu tư bất động sản hoặc là quyên góp cho chính phủ, mà mình chỉ cần bỏ ra số tiền là 88.000 đô la Mỹ để sở hữu hộ chiếu quyền lực Grenada. Nếu như vậy thì cái quyền lợi của chương trình Grenada này là gì vậy ha? Quyền lợi thì như Phượng đã chia sẻ ban đầu rồi đó Hiền. Và cái thời gian xử lý hồ sơ cho chương trình Grenada thì hiện tại chỉ từ 4 đến 6 tháng là anh chị mình đã có thể sở hữu hộ chiếu Grenada ngay tại Việt Nam mà không cần phải bay qua Grenada bất kỳ thời gian nào hết. Như vậy thì với những quyền lợi rất là hấp dẫn và cái yêu cầu đơn giản cũng như thời gian xử lý nhanh gọn thì Grenada chắc chắn là một trong những cái lựa chọn hàng đầu trong cái việc mà quốc tịch của các nước Caribbean. Chính xác. Và nếu như anh chị mình đang quan tâm đến các chương trình sở hữu hộ chiếu Caribbean thì nhanh chóng liên hệ với các chuyên viên tư vấn của Portugal Bridge. Portugal Bridge, your children, we care.